Hello, chào mừng tất cả mọi người đã và đang theo dõi kênh YouTube Địa Độc Đáo của Trần Chiến. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái bộ bảo vệ áp và dòng điện một pha Sino Timer SVB 916. Thì cái bộ này chúng ta có thể là set cái giá trị cài đặt quá áp, thấp áp và cái dòng điện ha. Ok, đây là cái hộp, cái vỏ bên ngoài Sino Timer. Bây giờ mình sẽ mở ra. Đây là cái hình dáng bề mặt điều khiển của cái bộ này. Ở trên đây nó sẽ có hai cái tiếp điểm in, tức là ngõ vào. Thì mình sẽ cấp là L là nóng và N là nguội. Một chữ nóng, một chữ nguội, và ngõ out là sẽ xuất ra nguội, N là nguội và L là nóng. Ở đây thì chúng ta có ba cái nút, như là nút set, phím mũi tên lên, phím mũi tên xuống, cái đèn led phía trên là hiển thị cho cái volt, tức là cái điện áp. Cái đèn led ở phía dưới là nó hiển thị cho cái dòng điện ha. Thì ở trên này nó cái đèn led nhỏ màu đỏ là nó sẽ hiển thị là quá áp và thấp áp. Cái đèn led nhỏ màu đỏ ở phía dưới nè. Nãy là đèn led nhỏ ở phía trên, đèn led nhỏ màu đỏ ở phía dưới là hiển thị cho cái quá dòng. Và cái này là nó 40A, 40A nha. 40A. Đây, hình dáng bên ngoài của thì chúng ta đây 40A. Thì chúng ta có thể là gài gài lên thanh dây ha, thanh dây tụ điện được. Và cái tụ điện âm tường cũng được luôn. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho nó. Mình sẽ đấu cái nguồn điện 220V vào cái ngõ in. Đấu vào và mình sẽ hướng dẫn các bạn các cái thông số nha. Ok, nó hơi mờ. Mình sẽ đấu cái ngõ vào nó. Ở đây thì mình không đấu cái tải nha, không đấu cái tải. Nếu bạn đấu tải vào thì nó mới hiện lên 5B ha. Này mình chỉ đấu để mình hướng dẫn các bạn thôi. Đây mình đấu cái nguồn 220 vào ngõ in. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn vào. Ok. Và hiện tại là cái điện áp của mình là 233V. Và các cái đèn nó sẽ sáng, hai cái đèn này nó sẽ sáng ha. Hai đèn này sẽ sáng. Ở đây là cái ampere là 0.0. Hiện tại thì cái dòng điện của mình là chưa có tải, cho nên là cái dòng điện là nó 0.0 ha. Ok. Vậy để vào vào các cái thông số á. Thì hiện tại về cái thông số của cái con này á, cái bộ này á, thì nó có cái thông số là từ B0 chấm B xin lỗi nha, B01 cho đến B13, B01 đến B13. Thì để vào thì chúng ta sẽ nhấn cái nút set 3 giây. Nhấn nút set 3 giây nha. Nhấn nút set 3 giây. Ok. Thì cái thông số đầu tiên nè là cái thông số B01 280. Cái này mình có thể thay đổi ha. Tăng giảm. Thì 280 này là cái chúng ta sẽ cài đặt là cái giá trị bảo vệ cho quá áp nha. Quá áp. Đấy. Cái đầu tiên. Để tiếp cái thứ hai thì mình sẽ nhấn set B02. Thì B02 là cái
giá trị phục hồi bảo vệ qua app. Thì cái giá trị này mình cài là 250. 250 tức là khi mà nó đã bị quá áp rồi đó thì nó tụt xuống 250 á, thì nó mới cho đóng lại cái ngõ ao này xuất ra ha. Ok. Tiếp theo là B03. B03 0.1 ở đây là cái dây ha. Đây là cái thời gian bảo vệ qua áp. B0.3 là cái thời gian bảo vệ qua áp. Và B0.4. B0.4 là 160. Thì B0.4 này là cái giá trị bảo vệ thấp áp nha. Giá trị bảo vệ thấp áp là mình là 160, mình cài 160 thì cái này mình cũng có thể thay đổi nha. B0.4 nè, mình có thể thay đổi nó. Ví dụ tăng lên hoặc giảm xuống. Đấy. Ở đây mình cài 160 luôn. Tới B0.5. Ồ, B05 ha, B05. Xin lỗi nha, B05. Thì B05 là mình, đây là cái giá trị phục hồi bảo vệ thấp thấp áp. Đây. Thì giá trị phục hồi của nó là 180. 180 nha. Ok. Tới B06. B06 0.1. Thì đây là cái thời gian bảo vệ cho hàng thấp áp. Này là 0.1 giây. Chúng ta cũng có thể là tăng hoặc giảm. Đây nếu mình không tác động nó thì nó sẽ nhảy ra ngoài ha. B06 này mình có thể là tăng thôi chứ không giảm được nha. Tại vì 0.1 là thấp nhất rồi. Ok, tới tiếp theo. Thông số tiếp theo là B07. B07 là cái giá trị bảo vệ quá dòng nha. Quá dòng. Thì ở đây mình cài là 40 A luôn. 40 A luôn. Mình không thay đổi nha. Và tiếp theo là B08. B08 ở đây là 5 5 giây. Đây là cái thời gian bảo vệ quá dòng nha. Cái thời gian tác động bảo vệ quá dòng á. 5 giây. Tới B09. B09 là 60. Thì đây là 60 giây nha. Tức là cái thời gian để chúng ta phục hồi cái lỗi là 60 giây. Rồi B010. À B10, B10. Xin lỗi nha, B10. Thông số B10 là bằng 2. Đây là 2 giây nha. 2 giây đây là cái thời gian mở cái nguồn, thời gian mở nguồn lên. 2 giây. Tới B11 nè. B11 là AU. Đây là cái mình lựa chọn cái chế độ mình có thể đặt lại ha. Ví dụ là mình AU tức là auto là tự động, còn HA là hand tức là bằng tay, mình chọn là auto nha. Tới B12, B12 là cái mã yêu cầu lỗi nè, là mình có thể là thay đổi. Như là 1UNL. 1UNL đó chính là cái under voltage. Tức là cái thấp áp nha. Ví dụ mình để 1UNL luôn.
Cái thông số cuối cùng là B13. B13 là N ha. Kết thúc. Đạt. Vâng. Và bây giờ là mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt được cái bộ bảo vệ điện áp Sino Timer SVB916. Hẹn gặp các bạn trong một cái video lần tới nha. Xin chào các bạn.